Hello, xin chào cả nhà ha. Hôm nay một ngày âm u nữa ha, khá âm u. Nay để mài cái viên này thử lên chiếc nhẫn, nhẫn thử coi có đẹp không anh. Hơi tối rồi, ok vào việc. Em nói nè, sau khi đánh bóng sờ và đang mài á, cũng ok á, mấy màu luôn nha. Viên này cũng trứng, quả trứng có mấy màu đó. Rồi để đánh bóng lên coi làm sao, viên này đẹp lắm không. Đây cho cả nhà coi một trong những viên hoa phách đa sắc đẹp nhất mà mình từng sở hữu, siêu đẹp luôn, màu đen thiên ngoài đen huyền bí, có ánh xanh dương, ánh xanh lá, hơi đỏ đỏ, hơi vàng vàng. Ngoài mà thấy nó khủng bố quyền này. Rồi ha, chào cả nhà, bác nào mà thích hậu phách nhớ bấm follow mình ha. Quyền này lên mặt dây hay là lên mặt dẫn là đều là đỉnh hết. Rồi ha, chào cả nhà, bye bye.